Katrine Svensson, La Gringa. How does a PhD from MIT end up as the chief chemist of the Santa Blanca cartel? Like all cynics, she started out as an idealist. La Gringa came to Bolivia to help the people. The poor, the downtrodden, the sick. She loved them, and they loved her. Working for an NGO called Hands Over Bolivia, she did research to develop a new vaccine for yellow fever. It was meant to be produced easier and cheaper, making it more readily available to more people in a shorter time. Then disaster struck. She lost all her funding and was vilified by the scientific community. Of course, La Gringa hadn't been involved in the scandal, but it didn't matter. She lost everything. After that, well, you know what? Thanks to the NSA's prison program, we can hear it in her own words. How much did you earn, Sonrisa? $40,000 a year. I spend more on my dogs. I will pay you 100 times what you are making. To do what? Quality control. Working from Okoro, you can develop the best, most potent, most pure cocaine in the world. I came here to help people survive. La Gringa, my darling. How do you think the people survive? Okay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình ta là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đánh boss. Hầu hồ như là boss không à. Và lần này chúng ta đánh La Gringa chứ cái đã. Và La Gringa đây. Sau đó chúng ta sẽ El Gallo và El Sueno. Nhiệm vụ hôm nay sẽ chúng ta sẽ để làm sau, hoặc là nếu mà lát nữa mình làm được thì mình sẽ làm luôn. Cái nào tiện hơn? Có lẽ mình sẽ đánh cái làm nhiệm vụ này trước thì chúng ta vô nhiệm vụ chính là El Sueno. Và lần này chúng ta thay đổi nhỏ, đó chính là mình sẽ dùng cái cây súng mà lần trước mình có được từ cái thằng khoa nhà khoa học gì á, cái thằng gì Jensen á, thì nó cho mình cái súng này Mendeleev, đặt theo cái tên cái ông gì nhà khoa học nổi tiếng á, công nhận khá là bựa. Nhưng mà được cái con nguyên hình đầu lâu, cái băng đạn, và băng đạn được băng đạn nó mốt sẵn cho mình là băng đạn dài. Mấy cái này thì thường là đã được mốt sẵn rồi, mà chúng ta không thể nào mốt lại được nữa. Và nó khá là ngon. Mình phải nói là vậy, và cái này bắn khá là ổn, nó có giảm thanh sẵn luôn, cho nên bây giờ tại sao mình sử dụng cây này. Trước thì mình có xài cái cây này có một khoảng thời gian dài, mình sử dụng cái cây này trong mấy tập gần đây. Thì cây này bắn khá là ổn. Và chúng ta có cái giảm thanh nữa. Và như tí có điều khác là chúng ta không dùng cái nòng ngắm, khi mà chúng ta dùng cái nòng ngắm này lúc ban đầu các bạn nào chơi thì các bạn dễ tìm thấy rồi. Được cái này có cái skin khá là đẹp. Và quần áo thì chúng ta mặc cái bộ đồ Dying Earth này. Cái bộ đồ Dying Earth, còn mấy cái này dưới là các bạn phải mua. Phải mua trong store shop của hàng Ghost Recon á. Các bạn hãy bấm vô cái phần lúc các bạn vào game á. Cái này phải mua hết, cho nên hiện tại mình chưa có, mình cũng chưa hẳn là mình chưa tính mua đâu. Nhìn nó không đáng lắm, tại vì mình cũng không chơi này nhiều, ngoài chỉ chơi cốt truyện không. Ngoài ra thì chúng ta vẫn chưa có cái nào mới, chừng như thế nào nó ra PvE thì mình sẽ suy nghĩ lại và cái đó chúng ta sẽ làm sau. Và có nhiều bạn hỏi là tại sao mình có thể unlock được mấy cái bộ đồ kia, thì các bạn có thể vô cái phần ship F2, bạn vô phần reward này của cái Uplay á, các bạn có thể unlock được cái bộ đó, cái bộ Dying Earth này, và các bạn có thể unlock được cái bộ Ghost Recon Future Soldier luôn. Nhưng cái này bạn cần phải có game Ghost Recon Future Soldier. Giống như bên Rainbow Six cũng có nhiều cái, các bạn phải cần phải một số game nhất định. Và The Division cũng vậy, các bạn chỉ cần chơi The Division là có. Mấy cái này các bạn có thể unlock bằng cái tiền màu cam này ở đây. Và các bạn chơi game nó sẽ unlock cho bạn. Và ngay đây thì các bạn sẽ unlock được cái cây G36C nữa. Chỉ có trong đây mới có cái G36C, cây này bắn cũng khá là ngon. Thì cái bộ đồ này nằm dưới cùng, nhìn khá là giống như mấy cái phim mà mấy cái game như The Last of Us vậy á. Ừ, khá là giống. Thì cái này mình sẽ còn cái này có Siga nữa. Nhưng cái tự nhiên mình mặc cái bộ đồ này vô thì chúng ta không có chỉnh được accessory hay bất kỳ thứ gì đi kèm được nữa. Chúng ta chỉ thể mặc cái này thôi. Cho nên tạm thời chúng ta sẽ mặc này trước. Bây giờ nhiệm vụ này chúng ta có phải đi cứu nhỏ này hơn là giết nó. Tại vì có vẻ như là bên El Sueno đang tính cho đi giết nhỏ này đây. Chúng ta đi giết nó trước khi tụi này tới. Kịp lúc đây. Cây này bị cái nó mau hết đạn thôi, giống gì đó. Mà nó mốt đạn sẵn rồi, nó giống như cái cây của mình nè. Cây của mình cũng là mốt đạn sẵn rồi. Mình mốt như một cao, cây này cao lắm, mốt được 25 viên thôi à, chứ không có nhiều. Cho nên bắn các bạn phải chịu khó nạp đạn. Ồ, tự nhiên bắn trúng kia ta. Tự nhiên đang bắn lộn, mấy thanh niên này xuất hiện cái gì trời. Bắn trúng là phải. Tiếng bắn này nó không gục à. Huuu.
Chúng ta vẫn dùng cái cây này, không thấy gì cây cũ. Chúng ta khoan lột cây cái đã thì để chúng ta bắn hết cái đám này, chúng ta thẳng lột cây xong nó sẽ tiện hơn nhiều. Tại vì nếu chúng ta lột cây á, lát hồi nhỏ nó chạy ra các bạn ạ, trúng cây mấy này bắn trúng gì đó, thời chết gì đó. Nên khoan cái đi đã. Đây nổ rồi. Chọn bom ghê vậy. Sống lên em, sống lên, trúng cái đầu rồi, cái này bị chết nó hơi giật. Nhưng mà cái đấy bắn nó khá là chuẩn, nếu mà bạn bắn phạm vi gần với bạn đang muốn stealth thì cái này khá là ngon. Nó nổ cái mình mém mất sạch máu luôn. Mà chúng ta chưa chết. Hên quá anh em ơi. Lấy luôn. Có gì lấy nấy đúng không? Có cái này là nếu mà mình làm xong cái nhiệm vụ boss này chúng ta thể... Ủa bụng tấm này nhìn chất quá ta. Có thể chúng ta thể unlock được một số thứ skill nữa. Nhưng mà cũng không cần thiết lắm tại vì mấy cái này mình cũng đã unlock được khá là nhiều rồi và hầu như chúng ta cũng bất khả chiến bại rồi. Làm gì đây đây, máu chỉ em la lết gì tùm lum nha. Đi mà nội. Who are you? What do you want? We're your way out of this mess. Understand? But we gotta move right now. Nói đơn giản là Esunio tới kêu người tới giết mày. Và tụi tao vừa mới cứu mày đó, mày nên cảm ơn. Trước cái đã. Sao nhìn mặt mình ngầu dữ vậy ta? How well do you know that rebel doctor? Tôi phải dẫn con nhỏ này tới cái chỗ kia trong vòng 4 phút. Thấy. Tôi phải đi lẹ thôi. Và chúng ta nên hết là phải có một cái xe cái đã. And a few years and a few tons of coke later, he introduces you to the rebels. Nghĩa là mình nói cái xe nào nó lành lặn hơn tí. I don't get. Cái xe đi em. What do you get out of playing both sides? Hell if I know. Nói này biết tự động vô xe giỏi á. That's all I was trying to do. Nó tới để giúp tôi cuối cùng nó bị thằng kia làm cho biến chất. Cũng đúng. Gotta hold on, Gringa. Gringa. Cũng không xa lắm, cũng không xa lắm. Mình cứ tưởng xa nhưng không sao, không sao. Khoan, đừng bắn. Có rebel bắn mà. Khoan đi dừng chơi này nhây quá. Tự động bắn không à, không nghe lệnh gì hết. Mấy này thường nó gặp cái đám kia nó tự động nó bắn luôn nhưng mà chúng ta chưa cần thiết cho lắm. Cần chạy ra khỏi cái chỗ này cái đã là tính. Tại có dân cái có rebel đi đang chặn kia đấy không? Có cái xe rebel đang chặn rồi cho nên chúng ta cứ đi trước đi tại vì chúng ta không có nhiều thời gian đâu. 2 phút mấy mà chúng ta chỉ cần đi sai bước một cái chúng ta có thể trễ bất kỳ lúc nào. Cái bà này cứ té ngoài đường rồi hai bà luôn. Còn cây số nữa, một cây nữa, một cây mốt. What were rebels doing protecting your house? Hên quá, tụi nó đi rồi. To protect me. Mình đang tính đi đường tắt mà mình nghĩ lại. Mình khá là tệ trong việc đi đường tắt. Why would Pat Katari protect a cartel scientist like you? Nhưng mà cũng được một tí miếng đường nhưng mà cũng nhanh hơn là bao các bạn. Đi đó kia mình phải đâm thẳng lên đây luôn nhưng mà mình mỗi lần mình đi là mình toàn bị kẹt không cho nên mình hơi ấy ngại cho quý vị đi cái kiểu đó. Ok, chúng ta cứu được Laringa rồi. Giờ làm gì nữa đây? Ok. Don't quit on me now, lady. Sight's just up ahead. Nhỏ này bị chảy máu nhiều quá, chắc bị bắn gì đó. Gần tới rồi, tụi Rebel sẽ giúp à. Vô rồi. Chúng ta phải đi, nhanh. Ủa, lên nóc rồi hả? Lên nóc làm gì ta? Chúng ta tới nè. Rebel đéo gì mà nhìn cái mặt rồi. You know this woman? What happened? Believe me doc, it's better if you don't. Nó xăm đầy mặt luôn. She's got a GSW to the shoulder. Can you help her? Sí, por supuesto. Leave her with me. I'll do everything I can. Người ta chết là ông này vẫn hứa thiện, vẫn làm những việc tốt là được rồi. Feeling Swinio's not done with her yet. Thằng kia có lẽ nó sẽ cử người tới giết con nhỏ này. Thế là mình nên đổi súng đi, kiếm cái nào bắn nhiều đạn hơn cái này. Cái này bị cái mình khá là thích nhưng mà hiện tại thì chúng ta không thể sử dụng cái cây này đâu. Để mình thử mấy cây này coi. AK nhìn ngầu phết ha. AK-47.
không hình như không biết cái AK nó nhìn nó mốt lại. Tới lúc sử dụng mấy cây này rồi. Đây, AK-47 cây này, nhưng mà cái đó không phải AK-47 à. Nhưng mà nhìn cũng ngầu phết. Cái này thì có vẻ đạn nhiều á, có vẻ đạn nhiều quá, hình đô la ấy, kiểu đó ha. Thử coi. Có mấy cây này mình chưa thử bao giờ. Contact. Swen, you sent another crew after us. Take them down. No problem. No problem. Chopper's approaching. Shot down the helo. Tới hướng này nè. Frag out. Shitballs. Tao thử cái cây này à. Take cover already. Tao bắn đâu đây vậy? Sau lưng. Để mình xử mấy cái xe này trước khi mà nó kịp xuống xe á. Tại vì nó xuống xe một cái là chúng ta có thể ôi, một phát dính luôn trời. Nào bắn gắt vậy? Xử nó đi Ghost, xử nó đi, kéo anh mày lên chứ đừng anh xử thử. Má xàm thì chứ, nhiều lúc pha bắn sao mày xàm thì nhiên né nó rồi mà nó điện nó bắn một phát cũng dính nữa. Cứu đi tính. Bắn giùm cho. Tại vì lúc mà mình đau cái mình hồi máu lại bắn dễ lắm. Đó, phải vậy không? Cứu anh mày trước đi rồi muốn tính gì tính. We're clear. You all good? Tại vì lúc này mình không có thấy được mấy thằng này, để cho mấy này xuống xe. Cái này bắn chỗ mấy đứa đông người, bắn spray đã ha. Spray phê. Còn đứa nào không ta? Không phải hết rồi. Chứ phải mượn phải đợi 25 giây nữa. Cái đầu hướng duy nhất chúng ta vô có cái hướng này nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc không có ai. Ok, mình cái cây này bắn chỗ đông người bắn cũng đã hết. Nghe tí đã, giòn giòn. Vô anh em ơi. We've given the doc all the time we can. One way or another, we're getting La Gringa out of here. Chứ phải chở bà này ra của chỗ khác nữa hả? Tại vì bà này mới được. Okay, Gringa, time to go. Please, just give me a minute. Okay. Bà muốn nhiều phút cũng được, nhưng mà chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này. Oh shit, chúng ta cần ô chị thang, đúng rồi. Chúng ta cần phải thang. Dù mới nhắc cô có cái chị thang ở đây. I can't even feel your face, let alone that bullet. Got me there. We're leaving. You feel like you're gonna keel over. Nó một bên này nhỏ yếu đuối, một bên thì nhìn ngầu as fuck, nhìn rất là badass luôn á, nhìn rất là ngầu lòi. À, hộ chị em mà, đúng không? Chúng ta phải giúp nhau. Lên em ơi. Đứa thì cứng rắn, đứa thì như BD, nó lộn không có con gái mà. Biết nói sao giờ? Cũng có lý do của nó ha. Nhưng mà tội nó bị bắn một phát ngay da mà cô. Nếu là bạn, bạn cũng khó chịu chết mẹ ra. Đau với mất máu nhiều có thể dẫn tới kiểu như là nhiễm trùng cái kiểu rồi. Nhưng có thể nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa. Nhỏ này hơi là chúng ta được cứu, mình không rõ nó làm cái gì trong đó mà nó bị, có thể là bị bắn từ trước rồi. Và cuối cùng nó bị Elsinio tới kêu người tới giết nữa chứ. Mà hàng nó công nhận cái số quá, hàng Elsinio kiểu như là nó muốn giết đứa nào coi như là nó giết không được hay sao, bị bên có sẽ chặn hết trơn rồi. Mỗi lần có tính giết ai đều bị chặn, mình chặn hết trơn. Wow, kiếm chỗ đáp rồi. Cái chỗ này chỗ an toàn là safe house của tụi Ghost mà. Đụng có cái cột điện cái nhẹ thôi mà làm thấy ghê. Nó mình còn chưa được bắn cái cây này nữa. Cái nghe tiếng đảo quá ha. Oh god, what are you doing to me? It's called tactical field care. Stop being such a pussy. Oh god. Here, open it. Open it. Her extract is 10 minutes out. Oh, fucking hell. I'll be glad to be rid of this whiny bitch. Your little clinic might have bought you some redemption with the rebels, but that crap doesn't play for me. But with a set of lungs like yours, you're gonna be a big hit in prison. Why don't you just let me die? The thought had crossed my mind,
But 5 years from now, 10, hell, maybe even 50 years from now, when I'm so old I can't even wipe my own ass, it's gonna make me happy to think of little Mousy La Gringa and all those nasty friends she made in prison. I don't care. I'm happy to go to your prison. A lifetime, 10 lifetimes in prison is better than Sueño. Your worst could never compare to his. Great writer Balzac once said, to have a family is to become hostage to fortune. I told El Yayo we had something in common. We're both too old to start over. Me to start a new organization. You to start a new family. Cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đây, chúng ta sẽ đi giải cứu El Yayo. Có vẻ như là cái ông Esuino vẫn đang muốn giết hai người này luôn, lẫn Raringa với cả Eiyayo. Ê, khoan từ từ. This is the place. Let's take this low and slow. If the cartel realizes we're here, the first thing they'll do is kill Eiyayo. Copy that. Được rồi. Second target. Xem có ai đây không? Chúng sẽ phải xác định được cái chỗ ông này và có thể là giết ổng hoặc là bắt ổng về nói chuyện cũng được. Nếu như ổng có vấn đề thì chúng ta mới giết ổng thôi. À, bắt ổng mà không để không bị phát hiện. Hơi căng. Thở chúng ta thấy hết rồi đó. I need a better position. Roger. Target acquired. I got it. Moving to position. Target acquired. Standing by. Say the word. Tức là mình sẽ giết cái thằng bên ngoài với cái này đó. Tango is coming down. Cái ổng vẫn chưa phát hiện ra. Tại vì chúng ta phải bắt ổng mà không bị phát hiện nha. Có lẽ chúng ta sẽ đợi cái scene shot đi nè. Còn 8 giây nữa chúng ta đợi cái scene shot kìa. Rồi chúng ta sẽ đi vô trong đánh luôn. Đấy. Để mình coi xem cái thằng kia nó có di chuyển ra cái chỗ khác được không? Thì ổng đứng ngay đó luôn. Chỉ sợ là mình bắn cho mấy thằng Ghost bắn cái nào mấy ông này nghe thôi. I don't have a shot. Target marked. Để coi bắn được. Cái chỗ này khá là tốt nhưng mà chúng ta lại không thấy thằng này. Chúng ta lại mất cái thằng số 1 biết mới ghê chứ. Bắt lại đi. No target that. Target marked. No target. Lost visual on the target. Chắc hold đi. I copy. Target's marked. Good to go. Để cho nó spot lại rồi. Roger. Target acquired. Tangles are marked. Lost my standing target. By. Got the target. I don't have a shot. Copy. Giờ nó lại đi qua cái chỗ này là dễ phát hiện hơn nữa chứ. Nói gì tại sao mình khá là ghét mấy cái nhiệm vụ mà nó bắt phải như thế này. Mình check trồn lại cho. Roger that, target marked. Lost visual on the target. Target acquired. Thằng này vẫn chưa phát hiện được. Tango down. Để cho Ghost bắn á, thì mấy thằng này nó không bị phát hiện. Khá là khó. Tango down man. Như chúng ta tiến vô trong cái đó.
tại vì nó muốn mình là không để ai phát hiện ra, cho nên chúng ta sẽ yên lặng nhất có thể. Ông chưa nghe. Eyes on the target. Target tangles are marked. Standing by. Hold up, they're gonna spot you. Mà làm sao đi lên trên đây ta? Hồi quá ông chưa phát hiện. Ông tính làm gì? Tính tự tử hả? I understand how long it usually takes to harvest the fields. Ok, ngon. Đấy là nãy ông nói chuyện với mình đó hả? Mà ông còn chưa thấy cái mình nữa mà. Nhưng mà ông này ông ngoan rồi đó. Ngoan hơn ít rồi, nhưng ngoan hơn mấy đứa khác. Ok, chúng ta sẽ đi ra ngoài ra. Thì Strike ổng tới cái chỗ kia. Nhưng mà nghĩ nó mọi chuyện nó sẽ không dễ vậy đâu. Và mình nghe trên đường sẽ có địch thật rồi. Sẽ có chuyện nó xảy ra nữa, cho nên đi cái sàn này đi cho cái ăn. Vô đâu rồi? Vô con mời cụ. Người ta lớn tuổi rồi, phải kêu ta là cụ. Hold up, we need to rally closer. Phải nhẹ nhàng. Ok, đi nào. Có vẻ như không có chuyện xảy ra. Ông này có vẻ mình cứ tưởng là ông này sẽ có vấn đề gì đó. Nếu mà chuyện nào không có vấn đề gì chúng ta mới giết ông. Nhưng mà giờ ổng khá là cư xử khá là tốt, cho nên thôi không sao. We're real, and if you cooperate, we can protect you. Yeah. I will cooperate if you protect my family. Ủa, ông này có vẻ khá là đơn giản ha. Tôi sẽ hợp tác nếu như anh chị giúp đỡ gia đình tôi. RP's just ahead. Nobody get comfortable. I get the feeling we'll be heading right back out again. Roger that. Xuống em. Ra chỗ nào nói chuyện nào. Silencio, marche. Ra cái nhẹ rồi, cũng nhanh đấy, kim dù mình cứ tưởng là khó lắm. I should have known. CIA has brought in our own sicarios. Simon Bolivar said the United States was destined to plague the Americas with misery. Now that misery is upon my house. He says Sueño has his family. You could have led with that. These four gunfighters are your best last hope at saving your family. So are you gonna play ball, or are you gonna bury more kin? Save my family, then I decide if I will talk. Dead. Ok, mình biết ngay mà có nhiệm vụ đó cũng nhanh hết với một đội vậy. Chúng ta còn vẫn còn một cái nhiệm vụ sau nữa. Ê, cái đường này không đi được. Keep your eyes on the road. You just hit a civilian. Trời ơi, đang quẹo cua mấy ông nội ra dùm cái con cái nhẹ đứng nói chuyện hoài. Chỗ của Ghost mà có phải chỗ của cha mấy má đâu mà nói chuyện hoài vậy. Kén cho là phải rồi. Nó đang còn phải đi gấp mà mấy cha mấy má cứ đứng chặn hoài rồi sao mà đi. Chúng phải cứu cái gia đình của ổng trước khi mà má phóng ra ngoài đường gì mấy cha. Trước khi mà bên El Sueño tới. Yayo's wife and son are supposed to be somewhere in the village. Keep your eyes open. Chúng ta ra ngoài trước đi tính. Giờ vẫn còn chuẩn bị tối, nói chung là chuẩn bị tối. Keep an eye on these kids. Make sure they stay out of our way. What's going on out there? My guest is getting antsy. You find Yayo's family? We're working on it. Understood. Just hurry, okay? Damned ironic if the bắn vậy mà hụt mới chơi chứ. Roger that. Cái này đam có vẻ yếu. Một bé hai, một phát hai thằng. Wow. Chị sợ nó thấy rồi. Whoa, 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 whoa.
Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Sao cái tên nó... Sao cứ gặp mấy cái gì đâu không vậy? Đang bắn mà người dân cứ đi lạng bạn hoài. Thấy biết nghĩa là họ mới nên tự biết là đang nguy hiểm phải chạy đi á. Wow, nhốt đi đây luôn hả? Ghê vậy bộ. Đi chứ không có nhiều thời gian đâu. Stress nè, đi. Nhanh chứ đâu không có nhiều thời gian đâu. Người ta đang bị bắn tứ phía nè. Và cái trực thăng này là cái cơ hội duy nhất của chúng ta đây. Chúng ta phải clear cái chỗ này cái đã. Nó bắn đâu rồi? Cái gì bắn gì ghê vậy? Don't touch me. Calm down, Chewie. Your father sent us. You expect me to believe that? You can believe whatever the fuck you want as long as wait. Đúng rồi, mày muốn có tin hay không nhưng mà giờ tao cũng phải cứu mày à. Rồi lên. Có Rebel tới giúp luôn. Tiện cái chứ. Tính là cũng khó lắm. Đường bắn được rồi đấy. Gần tới chỉ cần ra khỏi chỗ này thôi được rồi. Cứu hai đứa này là xong. À, chỉ cần đi theo tôi là được rồi. Tụi bay không cần phải biết cái gì hết. This is the old man's fault, isn't it? He's too greedy and too proud. A man cannot be both. Cállate, hijo. Rudy does his best for his family, for the cocaleros. Thằng này có, thằng cha này có nickname là Rudy. Hey. Vô nào anh em. Rodolfo. Mi Rosita, ¿estás bien? Sí, mi vida. Papá, what trouble had you gotten us into now, old man? We just got you out of trouble, kid. Don't expect us to believe that. Ustedes, blanquiñosos yankees, only bring problems to Bolivia. I may be too young to have marched with the cocaleros in 96, but I have seen the scars on the protesters who were beaten. I'll eat a dick. I'm sick of this anti-American bullshit. We're not your enemy, kid. But you're not our friend either. Tranquilo, mijo. I have made deals with many devils in my time, and it has always been to protect my family, to ensure that my people, los cocaleros, survive. Now I have made my deal with you, Agent Bowman. I'm sure to regret it later, but for now, it will allow us to see another day. You cannot feed the hungry without food. You cannot heal the sick without medicine. And you cannot satisfy demand without a product. With the cocaine production in shambles, our market share was shrinking more and more every day. We increased prices, but it was a temporary solution. We would have to import from Peru and Colombia, invest heavier in meth and MDMA, a very costly and time-consuming endeavor. It would take years to rebuild. I had no choice. If workers were left unpaid for too long, there was no telling what they would resort to. But the biggest loser in all this was the people of Bolivia. Out of work with no means to support their families. All they could do was wait. Wait and see who was next to take possession of the coca fields. Ta đang tới nhiệm vụ tiếp theo của Ricky Sandoval đây và chúng ta nghe nói là ông này đã bị giết rồi. Và chúng ta sẽ đi thu hồi xác ổng lại để về làm quốc tang hay gì đó. Ông này là điệp viên. Mà cuối ông bị giết, ông là người duy nhất bị giết trong khúc này. Khá là tội chứ. Và chúng sẽ đi cho ông cứu mày về. Nguyên cái khu này nguyên một cái khu lâu đài luôn. Nhỏ nhỏ. Wow, tự nhiên có xe chở dầu đi ngang. Có một thanh niên trong đây nè. Wow, tự nhiên đứng lại thấy luôn trời. What the fuck?
Rồi này này, tấn công cái hình chúng ta bị lộ rồi. Mình đang không muốn bị lộ cái tự nhiên cái đứng là cái thấy luôn. Này thì nhìn nó con. Mình phải tìm đường vô cái. Tôi đã giữ xác của ông này rồi. Gì tụi nó có motor nữa hả, ghê vậy. Giờ anh em ơi, xong lên, xong lên. Ủa hơi sẽ chớp sáng nhiều không thấy ai. Rồi xác của ổng không? Rồi chúng phải đi tìm xác của ổng nữa hả? Nhìn như nó chụp hình đi. Ổng có một cái hình xăm, à hình chi nhỏ này đứng nhìn. Cho nhiều nhiều tí thôi, tầm 200 mấy cũng được. À không, chỉ có 50 thôi sao. Chúng ta phải đi coi cái xác của ổng, tìm xác ổng ở đâu nè. Ngoài đây chắc không có rồi đó. Sniper, sniper. Mày thì nhìn đúng không? Close container up ahead. Watch my six. Ôi ôi ôi. Cái này chúng ta không thoát ra được trời. Phải không? Shitballs. Got him. He's here. Fuck. Sad to see a man like that end up like this. Cái gì đấy? New mission locate El Yayo đấy. Bowman. Ôi. Vừa đúng lúc luôn, chúng ta tìm được ổng rồi, nhưng mà tự nhiên có nhiệm vụ lột khay El Yayo ở đây. Chúng ta mới cứu ổng lần trước mà ta. Ủa xong hết rồi mà. À không, chắc chúng ta chắc là hiện mình bất game thôi chứ không có gì. The Confession. Á à, nhảm thiệt, lúc mà đang mở ra cái tự nhiên biển bằng kia bắn xàm ghê luôn. Thanks. Chỉ còn đi cần ra khỏi chỗ này thôi. Giờ chính gọi Sueno gọi điện cho chúng ta luôn. Hey. Yeah. Chúng ta phải dọn cái đống mà chúng ta đã tạo. Bắn hoài. Giờ nó gọi điện nó để nó nói về cái việc ông này luôn chứ. Mày chuẩn bị tới rồi con. Are you really this desperate to save your own ass? More skill lies. Còn ba luôn. I am many things, but a liar is not one of them. Listen to the audio recording yourself. There will be no trick. Khoát nghe đầu. But I doubt you will have much reason to come. Nó ông có thấy là cái việc mà tôi đang làm với lính không? Là ông sẽ thấy nó đau đớn cái mức độ như nào. Và để làm việc như mấy người như này thì chịu. Do ông này chết rồi, chết chắc rồi. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies. Và ông El Sueno vừa mới gọi điện cho chúng ta nãy xong thì ổng nói là ổng đang có giữ một cái cuộc băng ghi âm về cái cuộc đối thoại của ông Ricky Sandoval và cái lời thú nhận của ổng. Và chúng ta đang rất cần biết cái lời thú nhận của ông Ricky Sandoval là gì, có thể là thông tin mà chúng ta cần biết cái gì đó, nhưng mà cũng hơi đi. Là lúc chúng ta tới lấy cái này đây là chúng ta sẽ có bẫy ở đây. Chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Mà rõ ràng không có địch, nhưng mà chúng ta cần phải rất là cẩn thận, tại vì ổng đưa chúng ta không khi không gì mà chúng ta có thể vô lấy bình thường được. Nên cứ check xung quanh hết nha anh em. Tại vì lần trước có nhiệm vụ kia là mình làm rồi á. Là mọi thứ xung quanh không ai, tự nhiên vô tới lúc mà chị vô thì ninja đâu xuất hiện quá trời luôn. Cho nên chúng ta vẫn rất là cần phải... gì đây? What? Nghe thử coi. Hình như ổng đang bị chích điện rồi vậy. Ủa vậy thôi à? Ồ, ông sẽ chết. Tập à bị bà Yuri với ông Bolito tra tấn chứ cái hai ông bà đầu tiên tập 1 luôn á. Mà trong này không có ai hết ta. Ông này ông giữ lợi quá ha. Ông muốn biết lý do tại sao. Nói cho tao biết đi Ricky. Và ông sẽ không tra tấn nữa. Chúng ta đang nghe ông nói đi. Chalk this up to professional courtesy.
coi như cư xử nghề nghiệp chuyên nghiệp đi ha, cư xử chuyên nghiệp đi ha. Ừ, ông này cho nổ nguyên cái đại sứ quán ở tại đại sứ quán Mỹ tại La Paz. Cái đó không phải là do DEA hay CIA gì hết mà do ổng. Mà thật chất là do ổng. Nhưng mà tại sao ổng lại đánh bom cả cái đại sứ quán Mỹ? Ổng không có ổng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, ổng bên đại sứ quán Mỹ không cho ổng về. Bắt ổng ở đây hoài và làm nhiều việc quá. Và ổng muốn Mỹ phải tập trung vào ổng. And people don't pay attention at the theater unless somebody dies. Oh shit. Ông này ông đánh bom cho đại sứ quán Mỹ chỉ vì ông cứ bị bắt ở đây hoài và cuối cùng chết tại đây luôn. Xin ngài tử nghiệp ha. Nhưng hỏi cả chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi. Chứ tưởng có gì ghê gớm lắm thì cũng không thấy con mẹ gì hết. Chúng ta đi bắt rồi. Chúng ta sẽ là đi bắt cái này là nhiệm vụ đầu tiên của El Sueno luôn. Đây, nhiệm vụ đầu tiên của El Sueno. Và chúng ta đã unlock được cái này, mày phải giết luôn cái gì đó, hình như phải giết luôn 4 thì vậy, mình không rõ nữa. Nói chung là lúc đầu mình chỉ có cái này thôi. Bạn giết được 2 trên 4 cái hệ thống á, là bạn được cái nhiệm vụ đầu tiên rồi. Và chắc là nhiệm vụ do là nhiệm vụ đầu tiên cho nên chúng ta sẽ không giết được ổng. Mình nghĩ là vậy. Và sau đó thì bạn giết tới mức độ cả 3 trên 4 thì bạn được nhiệm vụ cuối hay sao á, nhiệm vụ này vậy. Nó cũng xuất hiện đây rồi nhưng mà mình không có đụng tới tại vì mình đang làm cái nhiệm vụ kia và mình rất là muốn làm cho hết luôn thì chúng ta hẳn đi đánh mấy cái này sau thì sẽ hay hơn nhiều. Chứ chưa gì nhào vô đánh boss luôn mình thấy hơi chán. Và bây giờ skill của chúng ta khá là nhiều và đồ chúng ta cũng khá là nhiều cho nên chúng ta sẽ không sợ ông này đâu. Và có lẽ là mình sẽ sử dụng cái cây súng hồi nãy đi, chúng ta thay đổi một tí. Cái cây súng mà Ghost Recon á, cái cây súng mà Ghost Recon Future Soldier, tại vì cái cây nó tiện hơn. Sao chỗ này không có ai vậy ta? Nhưng mà chúng ta vẫn phải rất là cẩn thận mà. Mình chỉ sợ bị phục kích thôi. Có người điện, tức là ổng biết là mình sẽ tới hay sao á. Mình sao ổng biết mình tới nên lúc này mình không gọi điện ta. Không có ổng ở đây à. And here I thought we were gonna meet face to face. Don't tell me you're running late. I apologize for the subterfuge. But people in our line of work, we must be cautious. But I am not the liar. There are no Sicarios in your area. No need that. I only wish to talk. Tell us where you are, then we'll talk. I am only attempting to end the bloodshed. There is no need for it. It's bad for my business. And it is bad for Bolivia. Không biết gì luôn. Bốn thằng mình rất là ngầu lòi nhưng mà giờ cũng bắt đầu sợ rồi đó. Says the guy who turned this country into his own personal glory hole. Glory hole. Value to say. Nói thì là ông là cái người. Ông nói mà tự nhiên ông trong khi ông là người mà là biến nguyên cái đất nước thành cái glory hole. Nếu bạn nào coi phim ấy nhiều các bạn không hiểu cái glory hole là cái gì. Nói đùa vậy vui thôi. Cái này chói quá đi thôi. Ông này tính chiêu mộ mình hay sao ấy ta? Sorry, but we're gonna have to politely ask you to go fuck yourself. Chúng tôi sẽ kêu ông đi fuck chính bản thân ông đi. Chúng tôi nói chuyện một cách rất là tử tế rồi đó. Chúng tôi không có đạn đi làm gì cho mấy ông đâu. Start saying your goodbyes because we're coming for you and we're gonna burn you down. So be it. I will enjoy watching you try. Ok. Rồi mình nghĩ chắc ông gọi lính tới giết mình luôn hay sao? Qua ta. Bowman, we're still breathing. Those Sueño made us a pretty lucrative job offer. Job offer? Did you take it? Benefits package it? Wasn't great, and we told him we were gonna kill him, so you're stuck with us for now. Fair enough. Be in touch. Hey, tôi đã không nhận nó và bây giờ cô vẫn phải làm gì vậy? Tôi vẫn phải ở lại với cô đây nè. Hey, chúng ta hủy bỏ từ chối đáng lẽ là chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu chúng ta nhận cái gì đó rồi. Mày cái multi gì đó chuyện khi nào nó bắt thì chúng ta đã công bố là chúng ta có nhiều DLC, có lẽ mình muốn sẽ mua season pass rồi hoặc DLC để bổ sung thêm và tại mình khá là thích game này nhưng mà nếu vẫn còn làm hay thì mình sẽ mua thôi.
Và mình sẽ có rất là nhiều lời mình đã nói từ game này sau khi mình hoàn thành. Tại thường mình chỉ đưa ra cái nhận định của mình khi mình chơi xong hết từ game đó, thì nó sẽ có một cái nhìn trực quan hơn. Tại vì chúng ta dù sao cũng đã trải qua một cái thời gian rất là dài với game cho đến hết, để biết là game nó hay hay dở như thế nào. Thường là cuối game nó nằm cũng có hay có nói. Đây. Mình mỗi lần mình tới lúc mà mình gặp cái ông này thì lúc này cũng chả có ông ở đâu á. Chán gì. Ông làm gì đây? Thằng này chết rồi. Ơi cái ông tiến sĩ, ông này Amaru, cái ông tiến sĩ đầu tiên mình trú nè. Shit man. Cái ông này là ông mà mình cứu ngay tập đầu tiên luôn nè. Amaru nè, nhiệm vụ đầu tiên luôn á. Ông là ông người mà chết trong nhiệm vụ cuối cùng này luôn mới ghê. Nhưng mà giờ chúng ta không biết phải đi đâu á. Pack, where are you? Listen, instead of Pack, we found Amaru. He's been killed. Have you heard of Pack Atari? Pack Atari is here with me in Pokhara. Bowman? Bowman! Yeah. What's going on here? No idea, but we gotta get to Bowman, fast. Never thought I'd hear myself say this. Điều đó Bukhara rồi nha, hơi bị xa đó. But if they hurt her, I'll burn this whole fucking country down to get back at them. Right there with you. Chết mẹ rồi. Bowman said Pack was with her, then the call got cut off. Might be the sat phone dropped. Đây nói chuyện như chừng cái điện thoại bị tắt. Mất sóng. Weaver, can you track Bowman's last known in Pokhara? Got it. Đừng nói chúng ta quay về Pokhara bây giờ nha. Xa vãi cả lờ luôn. Ơ, fast travel được nè. Để fast travel thử coi. Nó, nếu mà nó không có chặn nhiệm vụ thì thoải mái thôi. Rich Bowman, ồ hên quá. Chúng ta thật sự là chúng ta có thể fast travel lại được. Ngon rồi. Bowman có chuyện rồi. Mình khá là thích chỗ mà Bukhara, cái chỗ mà Munchioki á, mấy chỗ này có tuyết. Nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là ảo lòi đằng khác. Bowman bị gì vậy ta? Rồi cái vụ thằng bác Kateri là sao ta? Bowman, các bạn khá là quan trọng chứ không thể nào để mà này có vấn đề được. Mình nghĩ là El Suino tấn công các bạn này. Rồi có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Nhưng mà thằng bác đó là bác Kateri, thằng đó là bên leader của Rebel, cái này nó sẽ lại giúp. Tới rồi, chúng ta tới. Thôi là chúng ta phát sao vào được chứ đi. Đi xa quá mình cũng lười đi quá. About him. He turned on us. We were sent here as a diversion. Diversion from what? Sueño. The rebels found out where he is. Get to the mausoleum. I'll meet you there. Nomad? You understand what this means, right? From here on out, Pack Atari and the rebels are no longer our allies. Contact rebel hostiles. Có nghĩa là bây giờ cái đám rebel cũng là địch của chúng ta luôn. Thấy. Okay. Tụi tao giúp mày nhiều lắm rồi mà sao giờ mày chơi xỏ sau lưng tao là sao mày? Wow, chúng ta là nghĩ trong thí nghiệm mình cho nên lên xe đi. Chúng ta còn phải tới cái chỗ kia trong vòng 7 phút, ở 9 phút chứ. Nhìn lộn. Ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt rồi. Mẹ nó đụng muốn một cái là muốn vô bớt game luôn rồi. Mẹ nữa mày nhây vừa hả con. Má con nó nhây kìa trời ơi. Một bà Bowman thì sao trời. Mẹ nó đụng xàm đi chứ trời. Nếu mà có chuyện thằng thì đỡ với mấy rồi, nhưng mà cái chỗ này bây giờ chúng ta đi đâu cũng bị bắn hết. Chúng được cái xe là ngon lắm rồi đó. Nó lóc đường tùm lum la hết. Đáng lẽ ra thằng Amaru phải là leader. Nhưng mà bác Kateri chỉ không được hay sao, nó muốn làm leader hay sao đó. Và nó phải tội chúng ta luôn. Getting your people killed. My people know that if they die today,
They will return tomorrow as thousands and thousands. Bà hãy đi thiệt chứ. There is one thing I've learned to embrace in this life. Mày nói chắc chắn không có thường dân rồi đấy. A lesson I will soon teach to El Sueño. Now, unless you want to end up the same way, I suggest you leave Bolivia. Thank you for your help. Adios, camarada. Okay, okay, xe là xe. Bình thường trở lại rồi. Chúng ta đang cùng với đi rất là nhanh. Chói quá vậy. Thôi là mình vô được cái xe này á, xe này nó nhanh phết. Chơi mọi nẻo đường. Ok anh em. Chưa kéo qua chỗ đó luôn. Xe cho bò phết, hơi là mình có nâng cái Star Shield á. Giờ không những chúng ta bị Santa Blanca đánh mà còn bị cái quân gì ta, Rebel chúng ta đánh nữa. Không ngờ chơi vậy luôn. Chúng ta đi giúp họ gì nữa là họ quay lưng lại chỉ bằng một tấm nhạc. Cái này chơi chó thì chứ. Không ngờ tới buồn một ngày nó lại đối xử mình như vậy. Giờ cũng đang bị một cái trực thăng nó đi dí heo nữa chứ. Chỗ này đi xong rồi cái đường nó đi nó cắt dữ vậy ta. Có trực thăng nữa chứ. Đừng có bắn vào miệng nó, chúng ta đừng bắn là tụi nó không gây ý với chúng ta đâu. Chán luôn. Có vẻ như tụi nó roll lock khá là nhiều chỗ á. Thôi là nâng cao siêu lên, giờ cái gì cũng chịu được. Cho bò phết. Nó tính ra vậy, ngoài đời nó nổ nãy giờ rồi. Giờ vẫn chưa sao, vẫn không sao. Có tiếng gì chúng ta có nên đổ xe không ta? Cái gì có, giờ có còn voi nữa hả trời. Đang bị bắn muốn sắp mặt lờ ra còn convoy nữa. Chúng ta còn nguyên cái đồng hồ đếm ngược trên đầu nữa. Khu xe này chịu, nó chịu ghê thiệt. Không ngờ xe chịu tới quốc đội luôn. Lên em ơi. Tiếp nào. Cán thấy mẹ mày luôn. Cán hết anh em ơi. Cán hết. Xe này phải gọi là cho bò phết. Lên luôn, lên là lên là lên. À cái chỗ này mình biết rồi, cái chỗ này. Cái chỗ này mình đi rồi. Rồi. Có một lần mình làm nhiệm vụ cái bên nào mình có lên đây rồi. Nhưng mà nó không nhớ hả, ai thôi. Có lẽ chúng ta nên lái xe lên tới đây luôn. Để tránh đi xuống. Ok, có lẽ chúng ta nên đi bộ rồi đó. Nó gần nổ rồi. Chạy đi, không có chúng ta không nhiều thời gian đâu, còn 5 phút mấy rồi đó. Hôn đi. Nếu như tôi phải lên tới tận kia rồi. Nổ hết, súng hết đi. Get ready, fire. Chỉ đi anh em, bắn đi. Ai à, cứ bắn. Ôi. Tối quá không thấy gì hết. Giờ có Uriad nữa hả? Cửa đông quá vậy. Chúng ta thể nào chạy lướt qua cái đám này được không ta? Ôi. Đông quá. Quá là đông. Cứu, chúng ta còn phải lên trước cái đã. Sợ cái đám đó sau được mà. Cứu đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, trời ơi, Ghost. Yeah, I'm holding on. Lên, nhanh. Dí nó không được nhiều đâu. Chúng ta bị delay nhẹ vài giây. Có thằng quỷ ở kia ngoài không chết ta. Thôi đi tiếp, nhanh. Còn 3 phút mấy nữa. Ok, mình bị đau quá. Nhảm hết sức á. Enemy marked.
Gần tới rồi, gần tới rồi, gần tới rồi. Chỉ còn khoảng 3 phút. Nó làm quái vậy nó bắn. Whoa, 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 whoa. Whoa. Fall back, fall back, fall back, fall back, fall back. Có sniper nữa. Đủ kiểu quá trời ơi, đông quá. Mẹ. Đủ kiểu. Bên trái cũng có bên phải. Ok, cái trò này bực mình thiệt chứ. God damn, that was close. Nên gọi cái lính vô nữa nè. Tôi cần phải vô trong đó. Wow, anh em ơi, chúng ta gần vô tới rồi. Đánh mệt nghỉ luôn. Chỗ đông phết đi được. Show us your fucking hands now. I would. But unfortunately, my hands are full at the moment. Where is he? I want to see the big bad Hefe. Put it down. As you wish. Adios, Señor Katari. You have 5 seconds to get on your knees and interlace your fingers before I put a hollow point through your forehead. You're going to want to answer your phone, Officer Bowman. Hello? Sir? Yes. Yes, I don't understand. Sir, that is not possible. I am telling you that it's not... Please, I am asking you that you... Sir... Yes, I understand. Bowman? Fuck you! Fuck! Bowman, what is it? Bowman? He got full immunity. He made a deal and he got... A deal with fuck. Who? Who do you think? The DOJ! Hold on. You're not he saying... He offered up the heads of 4 other cartels, plus 3 terror groups that traffic heroin. His competition. How is this possible? As I told you. If you have power, everything else follows. Now, if you don't mind, Senora Bowman. It seems that yesterday you were my adversary. Today you are nothing but my chauffeur. Take me to your supervisors. I'm sorry. Bowman, no! The dream is dead. If you're watching this, that means I have executed El Sueño. I'm certain that people will think I went crazy. That I did it out of emotion, that I broke. Fuck them. They're wrong. I knew exactly what I was doing. This piece of shit, this monster, tortured my friend, killed him, decapitated my partner, massacred thousands,
And he gets to walk? Sorry, but not on my fucking watch. Given what El Sueño knew about Ricky Sandoval, he would have been unstoppable. Trivia question. What happens when you give immunity to a drug lord? Ding, ding, ding. You get a dictator. Taking out a drug lord is one thing, but stopping a dictator? You need a few more than four operators for that. My career, my freedom, my life is not worth more than the people of South America. Obviously, not everyone agrees, which is why I'm most likely now in a federal correctional institute, getting three hots in a cot for the next 45 to life for murder. By now, CIA has probably released an official statement saying the case officer in question is no longer employed by this agency and acted in direct opposition to her superiors. Her actions have caused great harm to the continued efforts of the intelligence community here and abroad. And guess what? They're right. I would have done the same thing as them. No hard feelings here. I just hope they don't leave Bolivia. Without Pacatari, the rebellion will tear itself apart with infighting. Unidad will make a deal with the next criminal organization that comes along. And the remains of Santa Blanca will split off and form new mini-cartels, all with shitty names like Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia, and Los Hijos del Sueño. Everyone will continue killing each other for that coca. I wonder, if God knew all the destruction that this little leaf would bring, would she have still created it? Or maybe that's exactly why she did. I don't even know anymore. But it's no longer my question to answer. So I leave you with this. In the dying words of Augustus, founder and first emperor of the Roman Empire, have I played the part well? Then applaud as I exit. Bowman out. Ok, và chúng ta đã hoàn thành xong tựa game Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Và chúng ta có khá là nhiều điều để nói về tựa game này nó như thế nào, và suy nghĩ của mình sau khi mình hoàn thành cái tựa game này hầu như hoàn toàn bộ luôn rồi, chứ tôi không thiếu gì hết á. Mình đều làm đủ cho đến khi mình đánh boss cuối cùng để cho cái trải nghiệm nó hoàn toàn hết nhất có thể. Thì cái nhiều cuối nó cũng khá là khó và nó khá là nhanh, và nó buộc là người chơi phải hết sức bình tĩnh và đánh cho tới cùng. Thì cái tựa game này phải nói là khá là tốt. Và nói là vậy, mình nếu mình được chấm điểm thì mình sẽ cho khoảng 8 trên 10 điểm. Thì trước tiên hết chúng ta sẽ nói về cái nội dung cốt truyện. Thì cái tựa game này nó khá là thiếu vắng về cái cốt truyện, một cái cốt truyện nào đó cụ thể và nó chi tiết và nó hay. Thì cái tựa game này nó không đáp ứng được cái điều đó khá là nhiều. Chúng ta chỉ có một cái câu chuyện đơn thuần để chúng ta thể phục vụ cho cái gameplay của nó. Thì cái nội dung của nó chúng ta thường là không có gì đáng nhớ cho lắm. Nhưng mặt khác thì chúng ta còn có một nội dung khá là ổn, tức là nó vẫn khá là làm khá là hay, nhất là những cái đoạn mà các bạn coi về các cái scene giới thiệu từng đứa từng thành viên của cái băng đảng này như thế nào, nó sẽ có giới thiệu. Và tới khi mà chúng ta giết thì chúng ta sẽ có giới thiệu hàng nhân vật chính, đó chính là về cái boss một con mãng đó sẽ có câu nói về cái gì đó đó, thì nó sẽ có cái nói cụ thể hơn. Thì nó khá là hay về cái vấn đề đó, nó làm một cái kiểu như một cái trailer nhỏ rất là bắt mắt và nó rất là thu hút vào cái nội dung và cái mục tiêu sắp tới, như giống như là hệt như một cái tài liệu mà cấp trên đưa xuống cho bạn để bạn đi giết người ta á, rất là ngầu, giống như mấy tựa game như Call of Duty thì đó làm hay làm. Thì phải nói là tựa game này làm rất hay về cái đoạn đó, và đơn thời gian là vậy. Cutscene thì không nhiều, đa phần chỉ là cutscene khi nào bạn extract đứa nào đó về này nọ, chỉ để đơn giản nói chuyện mà nhiều, thường là các bạn bắt nó về chứ không có giết. Thì đó là vậy. Còn về mặt gameplay á, thì hiện tại là mình chơi game này trên PC và gameplay nó khá là ổn, phải nói là vậy. Và cái điều mà băn khoăn nhất thì trước tới giờ đó chính là về cái optimize của tựa game này, tối ưu hóa của tựa game này. Thì game này về cái khoảng thời gian đầu nó ra mắt, tự optimize rất là dở. Mình đang chạy trên một cái setting GTX 1060 mà cũng bị drop khá là nhiều. Tuy nhiên thì sau khi các bạn được update tới cái bản mà của driver của Ghost Recon á, thì chúng ta có cái driver mới của Ghost Recon nó khá là ổn. Và khi bạn update lên tiếp cái patch mới của nó thì mình thấy game này nó chạy tốt hơn bao giờ hết. Và đây là cái thời điểm mà các bạn nên mua nhất của tựa game này, tại vì nó hoàn toàn là khắc phục hầu như mọi thứ.
lỗi rồi tùm lum la rồi này nọ. Game này theo mình thấy, các bạn thấy là lỗi cũng không nhiều về mặt bớt như này nọ, như vậy thấy là kiểu như mà nhiều bạn không hài lòng một số thứ, như là về lúc mà chơi game nó lỗi này nọ, thì mình thấy cũng bây giờ cũng khá là ổn rồi. Cá nhân mình thấy là vậy, khá là ổn. Còn về gameplay thì nó có nhiều cái khác, như là chúng ta có như là để mình cho lại bắn súng này nọ, thì phải nói là nếu bạn nào mua về chơi trải nghiệm cái game á, thì game này hoàn toàn xứng đáng về cái điều đó, vì hoàn toàn game nó rất là xứng đáng về cái cách mà nó hướng dẫn cách chơi cho bạn, rồi mà nó rất là, bạn đánh rất là ngầu và nó đúng nghĩa với cái từ game mà nó nội dung nó mang lại là Ghost Recon. Hay nói là đây cái từ game mà đúng nghĩa Ghost Recon nhất mà mình có thể thấy, đúng như cái tên gọi của nó. Và có thể là bạn sẽ chơi mức độ khó hơn hay đó, nó buộc các bạn phải có nhiều cái trường hợp nó tùy khác nhau, cái game nó đẩy lên cái đó. Còn về cái gameplay thì phải nói là cái gameplay nó khá là ổn. Điều khiển rồi bắn, chứ cái điều mình thấy không ổn nhất là chỉ có cái việc lái xe máy bay trên PC, nhưng mà cái đó thì cũng không thành vấn đề gì lắm, thấy mình thấy cũng tạm ổn. Và về cách bắn súng thì nó phải nói là rất là hay, và nếu như có DLC thêm mình sẽ mua, tại vì game này rất thích hợp để các bạn nào chơi với bạn bè và chơi offline, chơi single với 4 AI khác cũng là một cái trải nghiệm khá là tốt. Nếu các bạn nào muốn chơi qua cái cốt truyện gốc như mình thì phải nói là đây là cái đầu tư khá là xứng đáng của mình đối với tựa game này. Thì mình mua tựa game này khoảng có 800.000 trên Uplay, tại lúc đó mình có một cái promotion của tựa game này đang được giảm giá, mình trộn thêm cái giảm giá 20% có sẵn của mình nữa, mình được giảm cái bản deluxe xuống còn khoảng có 800 mấy ngàn, trong khi giá phải 1.3 triệu. Mình mua pre-order trước ngày ra mắt thì cũng khá là đáng cái đầu tiền bỏ ra, và chơi rất là thoải mái và chơi rất là sướng, và đặc biệt là chơi bạn bè, ví dụ vậy nếu bạn chơi bạn bè sẽ thích hơn. Nhưng có lẽ sắp những thời gian sắp tới thì mình sẽ quay chung với bạn bè là Hiếu về cái nội dung của game này, và có thể là chúng ta sẽ có PvP nữa. Rồi cái vấn đề tiếp theo là cái về mặt đồ họa, thì game này có phải nói là khá là ổn, do tới mức độ bây giờ nó cũng đã optimize khá là nhiều. Chúng ta thể chơi được nếu bạn nào sử dụng GTX 1060 thì chúng ta thể chơi được khoảng medium high, đa phần là high nhiều hơn, và có thể đứng 60 và có thể dùng PC ngoài tùy các bạn thôi, mình nghĩ nên để PC nó sẽ tiện hơn nhiều. Và ngoài ra thì chúng ta có để coi, chúng ta có cả nếu mà chúng ta sử dụng GTX 1080 thì các bạn thể hầu như là mát mọi thứ luôn rồi. Game này sẽ đẹp hơn rất nhiều, và mình hiện tại là cái patch mới nhất của nó đều đã fix lỗi về này nọ hết, và hiện tại là chúng ta có một đội game rất là hoàn chỉnh. Mình thấy cũng không có gì ngạc nhiên nhiều, và phải nói là game này rất là hay, đồ họa, gameplay rồi từ này phải nói là ổn. Có điều về nói mình ngay đầu do cái nội dung cốt truyện nó không, nếu bạn đang muốn một cái cốt truyện nào đó hay và nó để lại dấu ấn thì cái game này không phải là game mà các bạn hãy nên tìm đến, tại vì cái cốt truyện mình thấy cũng là tạm được thôi chứ không phải gọi là hay và cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Và nó có thể nó rõ ràng như là theo một cái mô típ giống như là Mafia phần 3 vậy á, chúng ta giết từ nhỏ tới lớn, lớn sau chúng ta gặp nhân boss và cuối cùng là giết boss. Và game này nó lặp lại khá nhiều về cái mô típ đó, và chúng ta phải gặp boss khá là nhiều và mini boss khá là nhiều, vậy cơ sở từ lớn mà nó khá là tốn thời gian của bạn. Thì cái thời lượng chơi từ game này bạn có thể tốn từ 10 mấy tiếng đến 20 tiếng, mình nghĩ là vậy, tùy theo mức độ. Mỗi boss bạn giết, mỗi con nhỏ nhỏ mini boss thì bạn giết chừng 1 tiếng một con thì thì có thể là nhanh, thì khoảng 20 tiếng là có thể hoàn thành game. Game này cũng khá là nhanh, nhưng mà nó chỉ hơi chán khi mà bạn phải lặp đi lặp lại. Nhưng mà nếu mà bạn nào chơi với một cái trải nghiệm về cái gameplay thì mỗi lần chơi bạn mỗi khác nhau về cái cách bắn và cái cách mà bạn tiếp cận với đối tượng thì nó sẽ hay hơn và nó sẽ đỡ chán hơn. Thì đó là những gì mình nghĩ về tựa game này, và chỉ vậy thôi. Và nếu mà như nãy mình có nói thì nếu mình có thể được chấm tựa game này mình sẽ cho 8/10. Ok, và để coi là chúng ta sẽ có cái gì sau này đây. Chúng ta hoàn thành hết tựa game hầu như 100% luôn rồi, không còn gì nữa rồi. Ủa, vẫn nhưng mà vẫn còn bắn nữa hả? Chuồng này vẫn chưa xong à? Mình thì hoàn thành được game này cũng coi như là gọi nó là xong rồi, muốn hết luôn rồi đó. Bây giờ tụi đây vẫn cố bắn, ráng bắn tới cùng ha. Tụi mình ra là phải ra hỏi được cái chỗ này chứ ta. Mà ai ngờ đâu vẫn còn bắn. Ooh.
gameplay này luôn. Mình thấy chắc không có gì đặc biệt cho lắm, thì mình sẽ nói luôn cái lịch về game của mình sắp tới. Thì hiện tại mình sẽ tập trung thẳng vào Persona phần 5, nhưng mà có lẽ chúng ta không quay hết được tựa game đó đâu, tại vì mình có một số vấn đề về tựa game đó. Không phải là vấn đề về tựa game đó, mà là cái tựa game nó có vấn đề với mình. Thì là bên nhà phát hành không cho phép quay vượt qua một số mức quyết định. Thì tới lúc nào mình, đến lúc mình dừng mình sẽ báo cho các bạn. Nhưng mà từ đây tới đây cũng còn khá là lâu cho nên không sao. Nhưng mà ý là mình nói là chúng ta không thể nào quay hết cái tựa game đó được, tại vì nhà phát hành cấm. Và mình sẽ bị gửi strike trên YouTube nếu như mà mình đăng mấy cái clip đó. Hết đạn luôn rồi. Ok. Và có lẽ là mình sẽ gặp lại các bạn trong những cái game tiếp theo. Hoặc là tập PvP, hoặc là mình sẽ co-op với Hiếu trong những lần tiếp theo. Ủa, nhưng chúng ta vẫn gọi Rebel Support rồi ta. Mặc dù là chúng ta nghỉ chơi với bằng kia rồi nhưng chúng ta vẫn gọi Rebel Support rồi ta. Cái xe này bắn vào không chết ta. Mình bắn hụt. Đó, giờ mới chết nè. Ok, và tới đây kết thúc rồi. Không còn gì để làm nữa. Điểm kinh nghiệm cũng khá là nhiều rồi, mình max level tất cả rồi, hầu như súng cũng không thiếu gì nhiều. Và có lẽ mình sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại những lần tiếp theo của Ghost Recon nếu có. Và nếu mà mình làm thêm này nọ, DLC nọ. Mình đang tính mua cái season pass này, tại game này khá là thích, mình khá là thích. Và có một lời khuyên nhỏ, nếu bạn nào đang tính mua tựa game này thì hãy mua nó ngay lập tức, tại vì tựa game này rất là đáng chơi và rất là đáng mua qua thử. Thậm chí là cái trải nghiệm nó rất là tốt, và thậm chí nó sẽ có DLC nữa. Ok, và đó là hết luôn, quá đẹp. Và mình sẽ hẹn gặp bạn trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Bye bye. You don't know me, Richard.